ngang. Nói mình vô mình giờ đất vô trong nền nhà cả nhà ơi. Đây. Ta đổ móng xong mình hút đất mình đổ vô nha. Giờ hết cái đống đất ở lần trước vô đây luôn nha cả nhà. Đây. Bứng cái này nha. Bứng cái này nha. Bứng cây lũa này là ra bên kia trồng luôn cả nhà. Cái này nó vướng rồi, mình không giờ đất vô đây được, bắt buộc phải bứng.